Chiều ngày 13 tháng 7, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 năm 2023 tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ công tác chấm giải tại các lĩnh vực của giải thưởng, cho ý kiến đánh giá về các hồ sơ được xét chọn theo đề xuất của các cơ quan phụ trách. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 nhận xét: việc quảng bá lan tỏa giải thưởng chưa thực sự mạnh mẽ, các hồ sơ dự giải về lĩnh vực kinh tế chưa nổi bật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu phải có giải pháp để động viên sức sáng tạo của toàn dân, công tác tuyên truyền phải mạnh mẽ, lan tỏa hơn để Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là động lực cho phong trào thi đua sáng tạo của thành phố. Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 năm 2023 đã tiếp nhận 191 hồ sơ tham gia dự giải. Hội đồng xét tặng 7 lĩnh vực đã họp, đánh giá công khai, khách quan từng hồ sơ, theo đó đã chọn được 59 hồ sơ trình hội đồng xem xét trao giải. Tại buổi làm việc, nhà báo Tăng Hữu Phong, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, ngoài xây dựng kế hoạch tuyên truyền chung cho các đơn vị báo đài của thành phố, công tác tuyên truyền của báo Sài Gòn Giải Phóng cũng đã bám sát tiến độ chấm giải, đến nay đã tăng tải 48 tin bài đảm bảo các công trình dự giải được lan tỏa trong xã hội. Trước đó, bà Ngô Thị Hoàng Cát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chất lượng hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 tại một vài lĩnh vực được nâng cao hơn, trong đó có tiêu chí phải đạt giải tại giải chuyên ngành. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền lấy ý kiến độc giả được báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện xuyên suốt, đến nay chưa nhận được phản hồi trái chiều. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, có 5 lĩnh vực chưa sử dụng hết theo cơ cấu, 2 lĩnh vực đủ và 1 lĩnh vực đề xuất tăng. Một số lĩnh vực chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, tìm kiếm, mời gọi tác giả tham gia, nên số lượng hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng còn ít, chất lượng chưa cao. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang khuyến khích các hội đồng lĩnh vực mạnh dạn đề xuất, trao giải cho các hồ sơ có chất lượng, dù bị hạn chế bởi những nguyên tắc cứng. Đồng thời yêu cầu ban thi đua khen thưởng thành phố bổ sung thêm một số nguyên tắc mở để các lĩnh vực vận dụng linh hoạt. Lễ trao giải Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 năm 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 9.